Đây, cục đá này nó hơi bị lớn nha các bạn. Cái này là núi, này là núi Ba Thê, Ba Thê Thoại Sơn, An Giang. Đây, xin đừng phá tôi, cảm ơn. Dưới này thì người ta có niêm đá vô này. Cái này nó lăn xuống đây để làm bể cái mặt đường luôn rồi. Đây, cái đường lên núi ngay đây đây. Đường này tiếp tục lên Sơn Tiên. Còn cái đường ở dưới chạy lên này. Cái tảng đá này thì mình đọc báo đó mình biết là nó gơ ra hồi ngày 22 tây. Bữa nay là một tây rồi, một tây tháng 10 rồi. Xin đừng phá tôi, cảm ơn. Cái này là người dân người ta ghi vô đó các bạn. Sơn vô. Đây. Ở trên này này, ngay chỗ này hay gì đây này. Đây, ngay đây nè, cái dấu cũ còn nè. Ngay đây thì nó gơ lăn xuống. Lúng, lúng bể đan ở đây luôn. Cây đồ đổ quá đâu. Người ta dọn bớt hết rồi. Đấy. Quá lớn rồi. Cái này cái mặt dưới. Báo đăng là cái cục này nó cao khoảng 3 mét rưỡi, dài khoảng 4 mét rưỡi nha các bạn. Nặng khoảng 70 cho đến 100 tấn á. Mình hôm đó mình đọc báo thì mình có nghe nói là cái người đó hình như hai vợ chồng ở dưới Long Xuyên á, Long Xuyên lên đây tham quan du lịch với đi giấc sáng. Giấc sáng này lên đây thì thấy cục đá này nó ảng ngang 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 đường rồi nè. Đó, người ta phải phải đập bỏ cái thành đó đang mở đường đó. Lên đây rồi gặp mới xuống báo với cho dân ở dưới nữa, báo tới chính quyền. Tới bữa nay là 22 mà một tay là 9 ngày rồi. Thì nó cũng còn cái thỉnh đây, chắc người ta chưa có hướng giải quyết. Nói chung thì khối đá cỡ này mà để di chuyển đi được nó không phải là vấn đề đơn giản đâu. Tốt nhất là theo như mình thấy là nên để ở đây luôn. Nó xuống đây thì nó yên ở đây luôn rồi. Đây, cái đường lên núi này. Đó. Cái này nếu mà xét gì mà tâm linh thì nó cũng có một số điều nữa. Còn xét theo tự nhiên thì là do mưa dông rồi thôi. Mưa dông nào đá nó dịch chuyển rồi đó. Quá to à. 70 đến 100 tấn nha các bạn. Đây, người ta niệm niệm vô dưới chân hết đây nè. Xin đừng phá tôi, cảm ơn đó. Dưới cái dòng này đừng hạn chế, đừng cho ai đụng vô. Chứ không gì. Rồi nó lúng, lúng. Lúng bể mặt đường. Đan này mặt đan này thì mấy đây? 5 phân á. Không, nó xuống là ảnh ngay chân cái đường đi xuống này luôn nè. Xe lên đâu có lọt đâu, buộc người ta phải đập cái bờ thành này, này. Bây giờ xe đi là phải đi mép bên này lên. Núi này thì nó cũng dễ lên cho nên xe máy lên được tới đỉnh luôn nha các bạn. Đấy. Đường rất là rộng. Bảy mươi đến 100 tấn để di chuyển là phải chuyện dễ nhất, là đối với Việt Nam mình máy móc đâu có hiện đại gì mấy, mà đi đường núi nữa mà mình chắc ăn là không 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 di chuyển xuống được đâu, tại đường ở dưới khúc nhà dân ở dưới người ta nhỏ lắm, đi cái viên đá này đi không nổi đâu, đi không lọt đâu, di chuyển rất là khó luôn. Để qua xem lại cái chỗ cũ của nó này. Đấy. Đây, từ đây này. Từ đây thì rớt ra lăn xuống tới đây. Ngưng.
cũng với độ chừng khoảng 10 mét rồi các bạn, không tới. Nhìn theo cái lỗ này thì cái dấu cũ là thấy nó bám vô trong đất đâu có nhiều đúng không, nó bị sụt lại sụt chân như này cho nó lăn xuống quá lớn. Xung quanh đây thì cây cối không à, che lá tùm. Rồi cái mặt đan như nó lúng nó bể hết. Mặt đan này có chỗ, có chỗ dày cả tắc lên cái chỗ đâu 5 phân. Nó lăn xuống ban đêm nha các bạn, cho nên tới sáng luôn mới có người lên người ta mới phát hiện. Ngày 22 đó. Lăn ra cái bên như này mà lăn, nó lăn cũng nhẹ nhàng chứ lăn không có dữ dội. Chỉ phá một số cây ở gần đó thôi. Đây nè, cái dốc này nó bị sề ra này. Đó. Đi 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 qua bên đây đi xuống chứ không có đi đi vòng qua lên được nữa. Mình có đem camera hành trình theo mình quay cái đoạn đường chạy từ dưới lên cho các bạn xem, rất là dễ chạy luôn. Đi xung quanh đây thì cây cối không à? Ui, cái bông mì ngọt vậy ta. Đây. Nè, đây nhìn như vậy thì dễ thấy hơn nè. Cũng may là nó nằm ngay cái cua cho nên là còn mở đường bên này, nếu mà nó nhích xuống như này một xíu nữa thì nó bít ngang cái đường luôn rồi. Xe không còn lên xuống nữa. Núi này nó cũng thấp cho nên dân người ta ở cũng nhiều. Vùng này vùng bảy núi nha các bạn. Ở đây là nó hiện tại là mình ra khỏi cái núi này thuộc về là qua kênh Kiên Giang rồi nè. Ở đây là còn An Giang. Ở đây thì nó có mấy cái điểm du lịch như là Thạch Đại Đao, Săn Tiên, Núi Sập, rồi hồ ông gì đó, hồ ông Thổi gì đó, mình quên rồi. Phải chạy né bên đó lên đó. Đây mình lên thêm được một khúc nữa này, ngắm cảnh nha các bạn. Nói chung mày lên đây cũng mắc phương hướng rồi, không biết cánh nào là cánh Kiên Giang, cánh nào cánh về ngược An Giang nữa. Đố này thì ở đây có người ta xạ rồi, cánh dưới kia thì như thả lũ hả ta. Ở đây thì xạ rồi này. Đó bên đó cũng núi Hòn nữa rồi, kia là cánh bên đó cánh Kiên Giang rồi đó. Có mấy dãy núi xa xa, mấy dãy núi xa xa này, dãy núi lớn luôn nè. Cánh bên đó là cánh Kiên Giang rồi đó. Hướng nó hướng ra biển. Đây là đường tiếp tục lên núi nha các bạn. Hiện tại là giờ mình cũng không biết mình đang đứng giữa núi hay là ở đâu nữa. Ôi, này bên kia có cái hòn gì nữa kìa. Đấy, không khí lờ tờ mờ này là vẫn còn ô nhiễm nha các bạn, nhưng mà ít lên rồi. Hôm nay nó chuyển sang màu vàng cam rồi. Chứ không còn đỏ như mấy hôm trước. Hiện tại thì còn Hà Nội với Sài Gòn là đỏ. Hà Nội là ô nhiễm nhất thế giới luôn. Theo cái thống kê của cái app, của cái trang Avisu á,
Để mình lên xích trên xíu nó có gì không. Đây, lên được tí xíu nữa, gần tới đỉnh nè. À, dưới đó có cái hồ kìa. Đây nè các bạn, đường nè. Đó, xe máy nó chạy đấy. Núi này thì tương đối thấp chứ không cao. Đố thì xả rồi. Kiếm mày có mày cài không? Hiếm mà. Xả rồi đang hiếm mới cài. Rồi, không thấy luôn. Quá đã luôn ta. Ở đây làm thì cũng không đồng loạt ha. Có chỗ chỗ rồi, có chỗ thì mới xả, có chỗ còn nước chưa khai nước nữa kìa. Dưới đó có đường cầu.